Kính chào quý khán thính giả. Tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình Bình luận thời sự, Đài VNA TV. Kính thưa quý khán thính giả, Bình luận thời sự số 1. Ngày hôm nay có tựa đề Đồng tâm tội ác của Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, à, tin tức từ Hà Nội cho biết sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020, 29 bị cáo trú tại thôn Hoành đã bị đưa ra xét xử công khai tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong sự việc liên quan tới xung đột đất đai ở Đồng Tâm gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua. rất đông quần chúng đã đến tòa án Hà Nội số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để theo dõi phiên tòa vào sáng ngày 7 tháng 9, lực lượng cảnh sát cơ động cũng được điều động tới một cách dày đặc để bảo vệ phiên xử. Đây là phiên xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, thành phố Hà Nội. Vụ án có liên liên quan tới tranh chấp đất đai, khiếu nại đất đai gây căng thẳng xảy ra từ nhiều năm tại thôn Hoành, Đồng Tâm với đỉnh điểm là vụ đụng độ sáng sớm ngày 9 tháng Giêng năm 2020 làm cho ba công an và ông Lê Đình Kình tử vong. Kính thưa quý khán thính giả, sự việc tòa án đưa ra xét xử đặc biệt là trước tòa án của Cộng sản Việt Nam thì họ à, tùy nghi à, muốn điều hành à, tòa án như thế nào là tùy theo à, cái gọi là hội đồng xét xử. À, đặc biệt à, tại phiên tòa Đồng Tâm thì à, đã, đã có một sự việc à, không bình thường à, ngay từ đầu. Sự việc không bình thường này à, đã được à, ông Lưu Trọng Văn à, trong đơn yêu cầu khẩn cấp à, nêu ra. Nội dung đơn yêu cầu khẩn cấp như sau Với công an Hà Nội thì vụ dẹp tan bạo loạn đồng tâm Với chữ bạo loạn này ở trong một kép Do tội phạm Lê Đình Kình chủ mưu và cầm đầu là một chiến công oanh liệt Theo lời viết của ông Lưu Trọng Văn Chính vì Đại tướng Tô Lâm coi đây là một chiến công oanh liệt Nên ngay lập tức sau cái chết dù không rõ vì sao Cùng rơi xuống hố của ba sĩ quan công an Và Đại tướng Tô Lâm đã làm rất nhanh hồ sơ Trình trực tiếp lên ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng Để ký thưởng huân chương chiến công cho ba nhân viên công an Điều đáng ngạc nhiên là người có thành tích đặc biệt Tức là ông Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động trực tiếp chỉ huy trận chiến uh, lập tức được điều chuyển sang công an huyện Hoài Đức mà không ở lại trung đoàn để tổ chức mừng công uh, chờ uh, thăng tiến tức là uh, ngay sau sự việc đồng tâm xảy ra thì ông thượng tá chỉ huy trưởng uh, trận tấn công vào đồng tâm uh, bị thuyên chuyển đi nơi khác sự việc thứ nhì uh, sau 9 tháng xảy ra cái gọi là chiến công Uh, viên uh, công an đã trực tiếp bắn chết ông Lê Đình Kình uh, và cái người mà, mà đã gọi ông Lê Đình Kình là tên trùng phản động gian ác với nhân dân đồng tâm thì cái viên uh, công an bắn chết ông Lê Đình Kình uh, không được uh, biểu dương uh, không được nêu uh, nêu tên uh, đó là uh, hai sự kiện uh, quan trọng uh, đối với uh, hai nhân vật nhưng mà thứ nhất là chỉ huy Thượng tá chỉ huy à, trận Đánh nhân vật thứ nhì là ông à, à, cảnh sát đã bắn chết ông à, Lê Đình Kình à, kính thưa quý à, khán thính giả thì à, theo à, nghi thức trước à, tòa án à, công bằng à, hiểu theo nghĩa phổ quát à, lấy thí dụ à, một vụ vi phạm luật lệ giao thông thì à, trước phiên tòa giao thông thứ nhất. À, bị can là người vi phạm à, luật giao thông thứ nhì à, phải là viên cảnh sát nhân viên cảnh sát đã ghi giấy phạt cho người vi phạm luật lệ giao thông bao giờ một vụ kiện cũng có nguyên đơn à, bị đơn còn cũng có nguyên cáo bị cáo à, nguyên cáo là à, ông chỉ huy lực lượng cảnh sát tấn công tất cả nhân viên tấn công bộ công an quyết định tấn công vụ đồng tâm thì à, những thành phần này đã không có được tòa án mời ra vì vậy ở đây phiên xử này là phiên xử các bị cáo và không hề có nguyên cáo đó là một cái sự kiện không bình thường thứ nhất thứ nhì là các bị cáo ngoài ba bị cáo bị truy tố về tội giết chết ba công an thì các bị cáo khác bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ kính thưa quý khán thính giả thế nào là công vụ công vụ phải là nhân viên nhà cầm quyền nhà cầm quyền cộng sản việt nam bảy mươi năm năm qua vẫn nguyên hình là nhà cầm quyền không chính danh nhà cầm quyền do cướp chính quyền mà cai trị xã hội chứ không phải là một nhà cầm quyền dân chủ nhân quyền do người bầu người dân bầu ra nói tóm lại đảng cộng sản việt nam cái gọi là chánh phủ của cộng sản việt nam đều là những thành phần do chiếm chính quyền mà xuất hiện. Vì vậy tội danh bảo rằng chống nhân viên thi hành công vụ, hai chữ công vụ này không có chính danh. Vì vậy ngay từ trong gốc sự truy tố về tội phạm đã không vững vàng, đã thiếu hẳn căn bản pháp lý. Tuy vậy À, phiên tòa à, vẫn à, diễn ra. thì tại phiên tòa này à, người ta à, rất ngạc nhiên là các bị can đã khai trước tòa một cách à, rất là dõng dạc, à, không hề à, sợ sệt à, bảo quyền. mặc dầu mọi người đều biết trước rằng à, kết quả sẽ là một bản án à, tịch, có tử hình và có những hình phạt à, nhiều thập niên bị ở tù các bị can à, vẫn khai chứng chặt trước tòa. Bị can đầu tiên là cái chữ bị can này là chữ dùng của tòa án Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi thuật lại với à, bị can ở trong kép Bị can đầu tiên là ông Bùi Viết Hiểu. Ông à, Bùi Viết Hiểu khai trước tòa. Clip ghi lời khai của bị cáo à, vừa chiếu đã bị cắt xén, không phản ảnh đúng sự thật đã diễn ra à, sau khi ông kinh chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi nhưng đạn trượt nên không vào tim. Đó là lời khai của nhân chứng mà dư luận ghi nhận đây là một nhân chứng uh, quan trọng nhất. Uh, nhân chứng này um, đã uh, tố cáo ngay trước tòa là những uh, clip, những video chiếu trước tòa là những uh, video đã bị cắt xén uh, và và lời khai của bị can uh, vì vậy không có trung thực. Uh, tuy vậy hội đồng xét xử của cộng sản Việt Nam vẫn 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 lờ đi và cho phiên tòa diễn ra. Bị can thứ nhì là ông Lê Đình Công, con trai của cụ Lê Đình Kình, ông công khai nếu các cơ quan cố tình xây dựng trên đất Đồng Sen mà không xuất trình giấy tờ hợp pháp thì chúng tôi kiến nghị, kiến nghị không được thì ném gạch đá, bom xăng đường cùng. À, khi bị tấn công thì chúng tôi sẽ dùng tới lựu đạn đây là lời khai rất là dõng dạc của con trai ông Lê Đình Kình à, lời khai rất là chân chất của một người phụ nữ nhưng cũng không có thiếu phần oanh liệt đó là lời khai của bà Bùi Thị Nối bà Bùi Thị Nối là con nuôi của ông Lê Đình Kình trước tòa bà Nối khai tại sao có luật pháp mà không thi hành tại sao bắt bố nối bố nối tức là 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 bố của bà nối tức là ông Lê Định Kinh đó tại sao không bắt bố nối đàng hoàng mà lại lừa ra đồng đánh gãy chân bố nối đó là à, lời khai của bà Bùi Thị Nối à, khi tòa án hỏi à, bị cáo đã đi à, mua xăng để làm gì thì bị cáo trả lời giống giặc mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng À, kính thưa quý khán thính giả, à, vừa rồi à, chúng tôi trình bày những cái căn bản pháp lý à, hoàn toàn um, phi lý, à, hoàn toàn à, mơ hồ, hoàn toàn à, phản với khoa học pháp lý, nhưng mà phiên tòa à, vẫn tiến hành. Đồng thời, chúng tôi cũng nêu ra những à, lời khai à, rất là quan liệt à, với cái chi tiết là trong hiện vụ có bốn người chết là ba viên công an và ông Lê Đình Kình thì người ta chỉ xét xử tại sao ba viên công an chết và đòi dạy các bị cáo phải bồi thường bắt phạt tù các bị cáo nhưng người nào đã bắn chết ông Lê Đình Kình thì tòa án lờ đi vì vậy trong cái vụ này từ các bị can bị cắt xén lời khai trong clip video cho đến các nạn nhân thì chỉ xử vụ bắn chết ba công an, còn công an bắn chết ông Lê Đình Kình thì tòa án không xử. cái sau cùng nữa là ở đây chỉ có bị cáo chứ không có nguyên cáo. Nguyên cáo ở đây là đơn vị công an, là hàng ngàn công an đặc biệt là vị chỉ huy công an và người công an đã bắn chết ông Lê Đình Kình. Tất cả những sự việc đó tòa án đồng tâm đã lờ đi, đó là cái nội dung được Cộng sản Việt Nam gọi là phiên tòa xét xử vụ đồng tâm. Nhưng mà dưới mắt nhìn của những người hiểu biết luật pháp thì vụ án xét xử đồng tâm làm một vết nhơ, là một vở kịch diễn tả tội đại ác của Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, phần trình bày đề tài số 1 của bình luận thời sự À, tới đây là chấm dứt. Kính mời quý khán thính giả đón nghe bình luận thời sự số 2. Đồng thời xin quý khán thính giả bấm subscribe để cho chương trình của chúng tôi đến tay quý vị trong các chương trình kế tiếp. Trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả.